Kỳ Duyên, Minh Triệu, lời nói đùa chia tay này đã thành sự thật. Từ chúng mình có nhau đến người dưng ngược lối. Không có cái gì chắc chắn gì mà có thể để cho hai đứa mình đi được với nhau trong một khoảng thời gian mãi mãi là đúng không? Nếu như đó không phải là một bầu phương viên lột xác thì tất cả mọi người sẽ không bao giờ thấy hình ảnh cùng nhau của em và Kỳ Duyên ở bất cứ một chương trình. 5 năm cuối cùng cũng chỉ là một con số. Những ngày gần đây, Kỳ Duyên và Minh Triệu là hai cái tên gây xôn xao mạng xã hội bởi có thông tin cho rằng cả hai đã chia tay sau 5 năm gắn bó cùng nhau. Cả hai liên tục đăng những dòng trạng thái tâm trạng. Đồng thời, các agency quảng cáo cũng thông báo những công việc liên quan đến hình ảnh cặp đôi đều không được nhận nữa, càng thêm khẳng định cho tin đồn rạn nứt. Cả hai liên tục với các dần ẩn ý về việc chia tay. Minh Triệu, hoa nở một mùa, người sống một kiếp, vui vẻ tùy duyên, thong dong tự tại. Kỳ Duyên, những điều đẹp đẽ sẽ còn lại mãi với thời gian. Love, một số thông tin cho rằng cả hai đăng hình chụp cùng nhau bởi vì theo hợp đồng nhãn hàng đã booking trước đó. Trên thực tế, cả hai đã không còn làm việc cùng nhau nữa. Nhiều hãng thời trang và nhà thiết kế cũng lên tiếng. Tuy nhiên, đến hiện tại cả hai chưa có bất cứ chia sẻ gì về vấn đề này. Sau khi tin đồn nổ ra, khán giả đào lại những câu nói như dự đoán trước tương lai của cả hai về việc đường ai nấy đi. Cụ thể, trong chương trình The Face, cả hai chia sẻ, nếu Phương Vi bầu không lột xác tại chung kết The Face thì chúng em sẽ không xuất hiện cùng nhau nữa. Hoặc trong một cuộc trò chuyện, Kỳ Duyên tâm sự rằng, mình và Minh Triệu không chắc chắn sẽ đi cùng nhau mãi mãi. Liệu có phải lời nói đùa và bâng quơ khi xưa bây giờ đã trở thành sự thật? Người hâm mộ cảm thấy tiếc nuối dù không biết thông tin này có phải sự thật không, nhưng nhìn cách họ chia sẻ trên mạng xã hội và việc gần đây không còn xuất hiện cùng nhau nữa cũng đủ khiến khán giả cảm thấy buồn bởi vì họ quá đẹp đôi. Minh Triệu, Kỳ Duyên là cặp đôi bạn thân đã có khoảng thời gian gắn bó khá lâu bên nhau. Cả hai có nhiều điểm tương đồng từ cách ăn mặc đến tính cách, suy nghĩ và lối sống. Kể từ khi tham gia chung chương trình Cuộc đua kỳ thú 2019, Hoa hậu Kỳ Duyên và siêu mẫu Minh Triệu ngày càng thân thiết. Cặp đôi liên tục có những cử chỉ và hành động thân thiết ngoài cuộc sống và khi tham gia các sự kiện lớn nhỏ. Bởi vì khi xuất hiện cùng nhau quá đẹp đôi và ăn ý, cả hai luôn chăm chỉ diện đồ đôi, nên người hâm mộ đã nhiệt tình đẩy thuyền cả hai. Cả hai cũng có những khoảnh khắc tình bề bình và luôn xuất hiện cùng nhau trong mọi hoạt động. Kỳ Duyên và Minh Triệu đã bên nhau được 5 năm nhưng đến thời gian gần đây cả hai đã đường ai nấy đi. Tuy nhiên, vào tháng 9 năm 2023, cư dân mạng bất ngờ xôn xao nghi vấn thông tin Kỳ Duyên và Minh Triệu đã xảy ra trục trặc. Nguyên do được netizen chỉ ra rằng trong group trò chuyện cùng với người hâm mộ, cả hai người đẹp đều có động thái lạ rời ra khỏi nhóm. Nhưng sau đó, cả hai lại xuất hiện cùng nhau và tiếp tục đồng hành cùng nhau trên mọi hành trình. Nhưng gần đây, nghi vấn rạn nứt lại tiếp tục xuất hiện bởi Kỳ Duyên, Minh Triệu lộ loạt dấu hiệu trục trặc tình cảm ngay dịp Tết, với lo lắng nhất là động thái trong ngày Valentine. Mọi năm Kỳ Duyên và Minh Triệu sẽ đón lễ tình nhân cùng nhau. Năm nay Minh Triệu im hơi lặng tiếng còn Kỳ Duyên cùng Diệp Lâm Anh đón lễ tình nhân. Trong dịp Tết những năm trước, Kỳ Duyên và Minh Triệu dù ở khác quê nhưng vẫn thường xuyên đến nhà, thăm gia đình của nhau, đi chơi chung và đăng ảnh diện đồ đôi, nắm tay đón Tết. Nhưng năm nay, Kỳ Duyên chỉ cập nhật hình ảnh bên gia đình, Minh Triệu cũng đăng clip tự lái xe về quê ăn Tết. Xuyên suốt dịp Tết Giáp Thìn, Kỳ Duyên không xuất hiện cùng Minh Triệu như những dịp Tết năm trước. Kỳ Duyên và Minh Triệu là hai người bạn thân thiết và nổi tiếng trong showbiz Việt Nam. Cả hai vướng nghi vấn có quan hệ trên mức tình bạn từ năm 2018. Khi đó, khán giả liên tục thấy cả hai diện đồ đôi và đi du lịch chung cùng nhau. Trong những dịp quan trọng, hai người đẹp cũng tặng quà và dành cho đối phương điều đặc biệt. Đặc biệt, Minh Triệu đã đến Hà Nội để gặp gia đình của Hoa hậu Kỳ Duyên. Sau đó, vào tháng 2 năm 2023, năm sinh 1996, Hoa hậu cũng đã đến thăm quê hương của Minh Triệu ở Phú Yên. Khán giả hy vọng rằng những thông tin trên chỉ là tin đồn, cả hai sẽ sớm cùng nhau xuất hiện trong thời gian sớm nhất.